Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở tập đoàn Tân Hoàng Minh và các đơn vị liên quan. Trong đó truy tố bị can Đỗ Anh Dũng, sinh năm 1961, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh, Đỗ Hoàng Việt, sinh năm 1994, con trai ông Dũng, phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, Nguyễn Mạnh Hùng, cựu chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt. Trần Hồng Sơn, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Sâu Lê, Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông, Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh, Phùng Thế Tính, Cựu Giám đốc Tài chính Kế toán của Tân Hoàng Minh. Cáo trạng thể hiện, năm 2021, do kinh doanh khó khăn, tập đoàn Tân Hoàng Minh nợ gần 20.000 tỷ đồng. Trước bối cảnh nhiều khoản nợ đến hạn và quá hạn, ông Dũng chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt nghiên cứu phương án huy động vốn ông Đỗ Anh Dũng thống nhất chủ trương sử dụng pháp nhân ba công ty ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống như hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần để phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ nhằm huy động vốn. Các bị can đã phát hành được 9 gói trái phiếu riêng lẻ đứng tên công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Sâu Lê, công ty cổ phần cung điện mùa đông với tổng giá trị hơn 10.000 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỷ. Quá trình điều tra đến nay, ông Dũng và gia đình đã chủ động nộp lại tài sản và cơ quan điều tra thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.